Đó là cây phi điệp xổ số dùng núi chúa. Hồi đó sưu tầm con kiến hai đầu nhỏ nhỏ, giờ lớn bụi dày rồi. Thân lá đẹp ghê, thân lá rất đẹp. Mà những cái thứ mà bờ rào càng không để ý, càng không quan tâm, nó lớn càng nhanh nha các bạn. Lớn bất ngờ, lâu lâu để ý lại thấy nó giờ một lùm. Hồi đó mua hai đầu mấy triệu bạc, giờ là một lùm, chả biết đâu là mẹ, chả biết đâu là con. Rễ rễ ra dày, cây ra dày, thôi cũng không lách chi, không có chỗ lách, lách ra không có chỗ trồng, thầy sạp hết. Để đây mùa tới, hôm bữa kích bông nè, ông ra bông là một nùi như vậy. Kích bông mà ông ra bông kiểu nuôi chung với cái đám kia, tưới chung chế độ ở mát, đâu chịu ra bông. Tiêm thích cho thuốc vô là một nùi cây tiếp. Đẹp ghê. Ngắm thân lá rồi còn phê. Cái đây mà sổ ra cái bông hồng một phát thôi, trời ơi.